Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của OMG Central. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng team OMG tìm hiểu về một dự án đầy tiềm năng với tầm nhìn xây dựng một tựa game thể loại quản lý câu lạc bộ bóng đá, tích hợp NFT và Play to Earn. Đó chính là dự án NFT 11. Và đây chính là website chính thức của NFT 11. Sơ lược về dự án, NFT 11 là tựa game Play to Earn với tầm nhìn tạo ra một metaverse cho tất cả những người đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Đội ngũ dự án mong muốn đưa việc giả lập thế giới bóng đá lên một cấp độ hoàn toàn mới, cho phép người chơi trở thành các nhà quản lý bóng đá thực thụ, tác động mọi khía cạnh của việc hình thành đội bóng của họ, từ đào tạo cầu thủ, tham gia vào các cuộc chuyển nhượng và thậm chí là sở hữu chỗ ngồi trong các sân vận động. Bằng việc giành chiến thắng trong các giải đấu, người chơi sẽ giành được phần thưởng là các token NFT 11, là token chính và được sử dụng cho hầu hết các chức năng từ quản trị đến làm phương tiện giao dịch chuyển nhượng trong game. Ngoài ra, hệ thống NFT và vật dụng trong game cũng chính là một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của NFT 11. Và nội dung chính của video ngày hôm nay sẽ xoay quanh việc tìm hiểu và trải nghiệm những loại NFT này. Trong phần tiếp theo của video, hãy cùng mình tìm hiểu về các cầu thủ hay players trong game và cách sở hữu các cầu thủ này. Mỗi cầu thủ trong NFT 11 là một NFT và tồn tại độc nhất trên blockchain. Các cầu thủ này phát triển sự nghiệp bằng cách đại diện cho câu lạc bộ của mình tham gia vào các giải đấu NFT 11. Khi tham gia càng nhiều trận đấu, chỉ số của các cầu thủ NFT này sẽ ngày càng được cải thiện, giúp tăng giá trị thị trường và mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu câu lạc bộ. Sẽ có 3 loại cầu thủ NFT mà bạn có thể sở hữu trong NFT 11. Đầu tiên chính là Common Players hay cầu thủ bình thường. Các NFT Common Players này có thể hoàn toàn được tạo bởi chính những người chơi của game NFT 11. Khi họ sở hữu ít nhất một cầu thủ loại Legend và một ghế sân vận động, mình sẽ nói rõ hơn và trực tiếp trải nghiệm tính năng này ở phần sau của video. Ngoài ra, các Common Players này có thể được bán, mua hoặc cho vay giữa các nhà quản lý hay manager, tên gọi khác của người chơi NFT 11. Loại cầu thủ thứ hai chính là Legend Players. Đây chính là các NFT mang tính chất cực kỳ quan trọng trong game NFT 11. Khác với các Common NFT, Legend Players NFT có khả năng scout, tạm hiểu là trở thành các tuyển trạch viên, giúp các managers sở hữu thêm các Common Players khác. Ngoài ra, lượng NFT Legend cũng sẽ được giới hạn ở con số 47.500 cầu thủ. Chưa hết, việc stack các cầu thủ Legend còn có thể sinh ra thẻ Move. Còn thẻ Move là gì thì mình sẽ đề cập rõ hơn trong phần sau của video. Và cuối cùng chính là các Ultimate Players, là các thẻ cầu thủ đặc biệt. Các thẻ NFT này sẽ được mua bản quyền và mô phỏng lại các cầu thủ nổi tiếng ngoài đời thật. Ultimate Players sẽ có chỉ số rất cao và chỉ có thể chơi được ở vị trí tương tự với các cầu thủ mà những thẻ này mô phỏng ngoài đời thật. Cũng cần lưu ý là những thẻ cầu thủ Ultimate này là phiên bản rất giới hạn và chỉ có thể mua hoặc có được trong những sự kiện cực kỳ đặc biệt, dự kiến sẽ được diễn ra trong tương lai. Các thông tin khác liên quan đến các thẻ cầu thủ, mình sẽ để link thông tin chi tiết đến white paper của NFT 11 để mọi người tìm hiểu thêm ở phần mô tả của video. Trong phần thứ 3 này của video, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về thẻ Move, là đặc trưng và cũng là điểm nhấn tạo nên tính hấp dẫn cho NFT 11. Về cơ bản, hệ thống thẻ Move hay Move Cards là một tính năng đặc biệt trong NFT 11. Các thẻ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các cầu thủ trong trận đấu, có thể dùng để gia tăng chỉ số hoặc quyền lợi đặc biệt khi trận đấu diễn ra. Mỗi cầu thủ sẽ có thể gắn tối đa 3 thẻ Move trong một trận đấu. Vì vậy, chúng ta sẽ có tối đa 33 thẻ cho một team với 11 cầu thủ. Các thẻ này sẽ tồn tại dưới dạng NFT và có 5 lần sử dụng. Sau khi dùng hết 5 lần, người chơi sẽ cần phải sạc lại các thẻ này để có thể tiếp tục sử dụng. Tùy theo chức năng của thẻ, các thẻ Move được phân thành các thẻ Attack, Defense và Utility, tạm dịch là tấn công, phòng thủ và tiện ích. Ngoài ra, các thẻ Move sẽ có 3 độ hiếm khác nhau: thẻ bình thường, thẻ cộng 1 và thẻ cộng 2. Mỗi độ hiếm sẽ có phần trăm thành công khác nhau và thẻ có độ hiếm càng cao sẽ càng tăng phần trăm thành công khi chúng ta sử dụng thẻ. Chưa hết, chúng ta sẽ có 2 loại thẻ Move chính là Active và Passive và chia tiếp ra 3 loại dành cho các cầu thủ, thủ môn và huấn luyện viên, thẻ Players, thẻ Goalkeeper và thẻ Manager. Cần lưu ý là thẻ của Manager sẽ có tác dụng lên toàn bộ các cầu thủ trong đội. Về cách sử dụng thẻ Move, thẻ Active sẽ được kích hoạt bởi người chơi dựa vào tình huống đang diễn ra trên sân. Còn thẻ Passive sẽ được tự động sử dụng và kích hoạt trong toàn bộ trận đấu, nhưng cũng sẽ dựa trên các tình huống diễn ra trên sân. Để có được các thẻ Move này, chúng ta có thể mua các Booster Pack hoặc min ra từ phần Scout trong sân vận động, sử dụng cầu thủ Legend và ghế của bạn. Hiện tại, mình đang có 5 Booster Pack. Mỗi Booster Pack sẽ cho ra 5 thẻ Move với chức năng và độ hiếm ngẫu nhiên. Mình sẽ tiến hành mở từng pack một, hy vọng là chúng ta sẽ được rất nhiều thẻ cộng 2.
Bây giờ hãy cùng mình xem qua một lượt các thẻ Move đã được mở và chiến thuật áp dụng cho từng thẻ Move này vào trong đội hình của bạn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với các thẻ cộng 2. Đầu tiên là thẻ Go for Cross. Thẻ cộng 2 này sẽ là thẻ tiện ích passive dành cho cầu thủ. Thẻ này sẽ giúp cho cầu thủ được trang bị thẻ tăng xu hướng tung ra nhiều đường tạt bóng hay căng ngang hơn thay vì đi bóng hay dứt điểm. Cá nhân mình nghĩ thì loại thẻ này có thể được sử dụng khi bạn có một cầu thủ chạy cánh, các chạy sút, truyền hay tạt bóng cao và manager chỉ muốn cầu thủ này tập trung vào nhiệm vụ kiến tạo thay vì cố gắng dứt điểm hay đi bóng đột phá. Thẻ cộng 2 thứ hai và cũng là cuối cùng mà mình mở được chính là Free Kick Ace. Đây là thẻ Active Attack áp dụng cho cầu thủ. Thẻ này sẽ giúp tăng cao khả năng sút phạt trực tiếp thành bàn cho những cầu thủ được gắn thẻ. Thẻ này thì chắc mình không cần phải bàn nhiều, chúng ta chắc chắn sẽ phải tìm ra cầu thủ sút phạt chủ lực của đội và gắn vào cho cầu thủ đó. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Push Step Back và xem qua một vài ví dụ về thẻ Move Cards. Trong phần tiếp theo của video, hãy cùng mình trải nghiệm cách mà chúng ta có thể sử dụng thẻ cầu thủ Legends và ghế trong sân vận động để chiêu mộ các cầu thủ mới cho đội bóng. Tuy nhiên, trước hết chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu về cơ chế chỗ ngồi trong sân vận động của NFT 11. Hiểu một cách đơn giản, thế giới của NFT 11 có thể xem như là một sân vận động rộng lớn để cử cầu thủ Legend đi làm tuyển trạch viên. Để chiêu mộ cầu thủ mới, chúng ta sẽ cần phải sở hữu các ghế ngồi trong sân vận động. Tuy nhiên, số lượng ghế ngồi thì là hữu hạn và loại ghế càng tốt sẽ đem lại càng nhiều lợi ích cho quản lý hay manager của đội bóng. Một số tiện ích mà các ghế trong sân vận động đem lại: chiêu mộ cầu thủ mới, nhận thưởng từ stacking, đúc các thẻ Move, phần thưởng thì sở hữu 10 ghế, chiêu mộ cầu thủ Ultimate về các thẻ Signature, nhận lợi nhuận bằng token NFT 11 khi người chơi khác thuê ghế sân vận động của bạn, 50% cho chủ sở hữu của ghế, 25% cho NFT 11 và 25% sẽ được đốt. Cấp bậc ghế càng cao thì thời gian chiêu mộ cầu thủ càng ngắn, đồng thời giúp tăng chỉ số và giảm độ tuổi cho cầu thủ được chiêu mộ. Tiếp theo đây, mình sẽ hướng dẫn cách mà chúng ta có thể chiêu mộ một cầu thủ mới bằng việc stacking, sử dụng ghế trong sân vận động và cầu thủ Legend. Như các bạn đã thấy ở đây, mình đang có một cầu thủ Legend và một ghế ngồi hạng Terrace. Đầu tiên, chúng ta cần nhấp vào phần Scout. Ở một My Seat, mục này sẽ hiện ra tất cả các ghế ngồi mà bạn đang sở hữu. Còn ở một Scouting, đây là toàn bộ các ghế đang được cho thuê bởi những người chơi khác. Tiếp theo, bạn sẽ cần phải nhấn vào một trong hai mục Private hay là Public. Phần Public có nghĩa là chúng ta sẽ cho người khác thuê ghế để chiêu mộ cầu thủ. Phần Private thì sẽ là bạn sẽ dùng chính cái ghế đó để chiêu mộ cầu thủ cho chính đội bóng của mình. Mình sẽ nhấn vào phần Private. Xong, vậy là bây giờ mình đã sẵn sàng để chiêu mộ cầu thủ bằng chính ghế và cầu thủ Legend của mình. Tiếp theo, mình sẽ thử qua cách mà chúng ta có thể thuê ghế trong phần Scouting. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào mục Scouting. Mục đầu tiên mình sẽ chọn là Vacant, có nghĩa là hiện đang trống. Mục Bonus, chúng ta sẽ chọn là 10 seat. Với bonus từ 10 trở lên, người sử dụng ghế có thể có khả năng nhận được thêm các thẻ Move thay vì chỉ chiêu mộ cầu thủ thông thường mà mình đã đề cập. Và cuối cùng là chọn một trong 6 loại ghế. Sau đó, khi bạn nhấn vào Scout, chọn cầu thủ Legend, xác nhận thời gian thuê và chi phí bằng token NFT 11. Nhấn xác nhận và xong, bạn đã hoàn thành việc thuê ghế tại phần Scouting của NFT 11. Và đây cũng chính là phần kết cho video ngày hôm nay. Tóm lại, ngoài việc mua và mở các Push Step Back, người chơi còn có thể stack các Legend Players và ghế ngồi, các điểm bonus từ 10 trở lên, bạn sẽ có thể có được cơ hội sở hữu các Move Cards. Tuy nhiên, ngoài việc sở hữu ghế thì chúng ta hoàn toàn có thể thuê ghế từ các người chơi khác và trả một phần phí như mình đã đề cập ở phần trước của video. Đến đây, nếu bạn đã cảm thấy hứng thú và sẵn sàng tham gia vào Metaverse của NFT 11 thì mong bạn đừng bỏ qua sự kiện cực kỳ đặc biệt trên Clim với sự hợp tác của kênh Tuấn Vàng Review và NFT 11. Bạn chỉ cần nhấn vào link Clim mà mình để ở phần mô tả của video và nhập code tham gia của kênh Tuấn Vàng Review, bạn sẽ có cơ hội nhận được trọn bộ NFT cực kỳ hấp dẫn, bao gồm 5 Push Step Back, một cầu thủ Legend và một ghế ngồi hạng Terrace. Hãy tham gia ngay hôm nay. Chúc các bạn may mắn. Và cuối cùng, đừng quên nhấn like, share and subscribe YouTube channel của OMG Central để được cập nhật các cơ hội đầu tư mới nhất cho thị trường cryptocurrency. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.